Những ngày đầu tháng 9 này thì một số trường đại học cao đẳng đã hoàn thành tuyển sinh và bắt đầu tổ chức đón các tân sinh viên nhập học bằng hình thức trực tuyến. Đây không chỉ là thời điểm gặp mặt quan trọng đối với sinh viên năm nhất mà còn là dịp để giải đáp những thông tin, chuẩn bị hành trang bước vào học kỳ đầu tiên cho các tân sinh viên trên giảng đường đại học. Hiện một số trường đại học vẫn đang hoàn thành giai đoạn cuối của đợt 1 xét tuyển đại học. Trong 2 ngày từ 13 đến 15 tháng 9 tới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Hội đồng xét tuyển các trường sẽ thực hiện việc xét tuyển và sàng lọc các nguyện vọng ảo. Kết quả trúng tuyển sẽ được các trường công bố trước 17 giờ ngày 16 tháng 9. Nhiều thí sinh vẫn xác nhận nhập học ở các trường đại học khác nhau sẽ gây nên dữ liệu ảo và gây nên khó khăn cho các trường trong việc nhập liệu lên phần mềm tuyển sinh của Bộ. Vì vậy, các em đặc biệt lưu ý về vấn đề này. Dù chưa được đến trường, nhưng những năng lượng tích cực từ các hoạt động chào năm học mới sẽ tạo động lực cho quá trình học tập và rèn luyện của các bạn trẻ sau này.